Đây này các bạn, sau khi thủy triều rút hết ra, nó có ló ra một cái bể đá tốt ngoài kia. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó mình khám phá, có thể là nó sẽ có những chú cá mắc cận. Mình ra ngoài đó mình xem thử, nếu có thì mình sẽ bắt. Tinh, Tinh ơi, chào các bạn đi con. Chào các bạn, hôm nay bị bắt ốc quá trời. Bắt ốc quá trời ấy hả? Đau được rồi, giờ ốc rồi bà cô. Ừ, ốc con quá trời ấy vậy. Đang tìm gì đó? Tìm ốc đây. Ừ. Nào, đó, rồi bay 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 đó. Này, của cái chỗ này ấp quá trời nè Tinh. Đó, cái mồm đó này quá trời, ấp nó lậu lên nơi vừa. Đó. Thái ở đây. Wow, nhiều quá vậy. Chụp cái nào các bạn. Thì con nói đi bắt ốc miết rồi. Mấy bọn biết là đang con đi bắt ốc rồi đó. Ra nói cái khác đi. Coi chừng dễ trật té lắm á. Coi chừng té đó nghe. Ờ. Bọc vô túi đi, bọc vô túi phía sau con đó, cái rồi bắt tiếp. Đó, phía sau con có túi đó. Đó. Ờ. Rồi, bắt xong bỏ vô túi đó hả? Thích không? Thích các bạn. Thích nhiều không? Thích nhiều chứ bạn. Đây. Bác đang bỏ vô túi luôn. Ốc ai để ta thích ta vào. Ốc ai lại đây ạ? Cua mớ luôn đó. Bác có. Bái. Bác cần. Đây này các bạn, sau khi thủy triều rút hết ra,
nó có ló ra một cái bể đá túng ngoài kia. Bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đó mình khám phá, có thể là nó sẽ có những chú cá mắc cận. Mình ra ngoài đó mình xem thử, nếu có thì mình sẽ bắt. Đi thôi. Đây nè, có chú cá bị mắc cận nè. Nhưng mà nó có cái hòn đá chui vô mắt không bắt được. Thôi vô bỏ cái mở nắp ra. Thôi ngầu luôn đi, đừng đứng nữa, ngầu luôn đi. Đó, ghê quá. Nó bóng gì vậy? Bé nghe ta. Bé nha. Rồi bác đi, bác đi. Ừ. Đây này các bạn, mình đã ra được ngoài cái bể đá, nó nổi lên sau khi nước thủy triều nó rút xuống. Này có cũng có một số du khách họ ra đây họ cũng đi tìm khám phá thử. Này nó cũng rất là thú vị đó các bạn. Sẽ thấy được những chú cá bị mát ở những cái hấp đá này. Thấy những con càng nè, con cua. Nhưng mình bắt nó khó lắm, cho nó có mấy cái hấp đá đó, nó chui vô trong đó, nó trốn, lẩn trốn, không bao giờ mình bắt được, rất là khó bắt. Nhưng cảnh quan ở ngoài đây thì rất là đẹp. Bãi nổi đi, bãi đá nổi sau khi thủy triều rút đi. Một số em nhỏ cũng rất là thích thú khi ra ngoài đây khám phá những cái điều lạ, mới lạ. Kinh bác cái con gì đó? Con cá con. Cua cá con à? Bác đi. Bắt được không? Bắt con vật. Cái vật trong cái hồ cá này, cái là vật đó là bác được. Đó là bác. Đúng rồi. Chỗ này làm gì có cá? Có cá con đó. Bác được chưa Tiên? Bác đã là ông ba nè. Rồi bác đi, có con quá. Bác được chưa? Con cá con. Con cá con sao? Con cá con. Thì con bác đi. Tôi bác được ấp nó đi vậy? Ấp, ừ nó đi á, ấp nó bò á. Ấp bác con cá con. Ừ. Bác đi, bác mang con này. Đúng rồi vậy? Ừ, đi. Đó, bác được chưa? Nè, bên đây nè, bên đây nè. Ừ. Sao vậy? Chào mắt. Cái ngọn hải đăng đây nè. Rồi cùng đi lên ngọn hế đen với bọn Quynh nào. Tinh nữa, Tinh đi trước rồi. Ở đây trong này người ta có nuôi chó này các bạn. Đây phong cảnh xung quanh cái tòa nhà có của ngọn hế đen này. Ở đây mình có thể nhìn qua phía bên biển. Đó. Phong cảnh cũng rất là đẹp các bạn. Ngọn hơi đen rất là to và cao. Ở đây chúng ta nhìn rất là rõ qua biển ra ngoài biển. Anh ơi bây giờ có cho lên ngọn hơi đen không anh ha? Không ạ. Bây giờ không cho lên. Đây ngọn hơi đen con quá. Bữa nay
là cái ngọn hải đăng nữa bạn. Hàng có bọn vào một dịp khác. Ok. Thôi bây giờ mình đi về thôi. Chứ người ta hôm nay không có cho leo lên ngọn hải đăng chơi rồi.